Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức nói về Phan Như Thảo bất ngờ làm lễ ăn hỏi với chồng cũ Vũ Ngọc Thúy. Hôm qua 6 tháng 11, nữ diễn viên Phan Như Thảo và danh nhân Đức An đã lặng lẽ tổ chức lễ ăn hỏi dưới sự chứng kiến của gia đình và một số bạn bè thân thiết. Trước đó, cả hai hầu như giữ kín mọi thông tin, số lượng khách mời đến dự lễ ăn hỏi đều rất hạn chế. Buổi lễ này đã khiến nhiều người bất ngờ bởi Phan Như Thảo và danh nhân Đức An giữ kín mối quan hệ của mình trong suốt thời gian quen và yêu nhau. Một người bạn thân của Phan Như Thảo tiết lộ, cô và đại gia Đức An yêu nhau đã được gần 1 năm, tình cảm bền vững, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Siêu mẫu Ngọc Thạch là một người bạn rất thân thiết của Phan Như Thảo. Cô bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để chúc mừng bạn. Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng lọt vào top 10 hoa hậu thế giới người Việt 2007, đạt danh hiệu người mẫu triển vọng 2008. Ngoài nghề người mẫu, cô cũng vài lần thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy. Cô từng đi du học tại Singapore, cũng như tham gia nhiều show diễn thời trang lớn. Như Thảo được đánh giá là mỹ nhân không scandal, biết giữ gìn hình ảnh đẹp trước công chúng, có học thức của Vbiz. Chồng sắp cưới của Như Thảo là danh nhân Đức An, chồng cũ của cụ người mẫu Ngọc Thúy. Họ kết hôn vào năm 2006 và ly hôn sau đó 2 năm. Họ có 2 con gái chung. Khi ly hôn, cặp đôi gây ồn ào với vụ tranh chấp khối tài sản 288 tỷ đồng. Đến nay, sự vụ vẫn đang được giải quyết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.